Ngọc Sơn tuyên bố tặng ca sĩ Thái Châu đồng hồ 7 tỷ đồng. Mới đây, đoạn video Ngọc Sơn tặng nghệ sĩ Thái Châu đồng hồ trị giá 7 tỷ đồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, Ngọc Sơn chủ động gặp riêng ca sĩ Thái Châu tại hậu trường chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Nam ca sĩ cho biết anh ngưỡng mộ nghệ sĩ đàn anh từ rất lâu. Để thể hiện tình cảm của mình, Ngọc Sơn bất ngờ tháo chiếc đồng hồ đắt giá đang đeo trên tay và đeo cho đàn anh. Em hâm mộ giọng hát của anh rất lâu, nhưng ngày anh em gặp nhau, em có chiếc đồng hồ này tặng anh. Giá trị tiền tỷ là chuyện tầm thường, mà chủ yếu là cái tình nằm trong đó. Ngọc Sơn vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ đeo lên tay cho nghệ sĩ Thái Châu. Ngọc Sơn tiết lộ chiếc đồng hồ nạm kim cương này là phiên bản giới hạn, có đánh số thứ tự của một thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ, giá khoảng 7 tỷ đồng. Đây là món quà anh được tặng từ một người bạn là doanh nhân. Đáp lại, nghệ sĩ Thái Châu nói, Ngọc Sơn có quyền tặng lại đồng hồ. Trong lòng Ngọc Sơn đau khổ, Thái Châu không cần biết. Một khi đã đưa rồi là không trả lại. Tối nay Ngọc Sơn sẽ không ngủ được, sáng tác ra bài hát Không Ngủ Yên. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bất ngờ về sự hào phóng của Ngọc Sơn. Một số trang mạng nhận xét Ngọc Sơn chơi lớn. Tuy nhiên trả lời Dinh VN, đại diện phía Ngọc Sơn cho biết không rõ chuyện này. Trong khi đó, đại diện ekip show cho hay đây chỉ là giây phút đùa vui của các nghệ sĩ. Ngọc Sơn là nghệ sĩ có phong cách gì ở showbiz Việt? Nam ca sĩ thường xuất hiện trong những trang phục xến, độc thân ở căn biệt thự khang trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, Ngọc Sơn không tổ chức sinh nhật. Thay vào đó, anh dành tiền mua gạo tặng bà con nghèo. Ở tuổi U50, Ngọc Sơn chưa có ý định kết hôn. Vào cuối năm 2018, Ngọc Sơn chia sẻ từng rung động trước ca sĩ Như Quỳnh cách đây 20 năm. Nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đồng nghiệp anh em trong nghề. Như Quỳnh đẹp, hát ngọt ngào, tôi rất thích, nhưng chúng tôi đã là anh em, đồng nghiệp rồi, không thể yêu nhau được, Ngọc Sơn nói. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.